Dạ bấm anh đó. Hello 5.500 anh em. Hôm nay anh em mình ra ra đồng bắt cút. Chim cút chim bơ. Đâu vậy? Chim cút. Đấy. Đấy, mày thấy không? Đây là chim cút này. Đang nướng nướng đó. Đang nhổ lông nữa kìa. Đây, con đang nhổ lông nữa nè. Đó, con anh đang nhổ lông. Cút gừng mới chịu nhờ. Cút này cút gầm nha anh em. Đây. Đó. Cút gầm á. Không phải dạng dừa đâu. Anh em đêm nay bây giờ cũng 12 giờ anh em đi bắt cút gầm sẵn thì có tiêu chí làm clip cho anh em xem luôn. Đó. Con tê tê tù quýt á anh em. Cái tiếng đó là con tê tê tù quýt á. Bữa nào anh chở nhí giờ chống mang súng ra. Ơi cháy con chim cút chim bơ. Cháy á. Ê anh em thấy ngon. Chín rồi. Đấy. Chim cút chim bơ nha anh em. Đó, bây giờ là nướng mồi luôn nha anh em nha. Ngon lắm. Ở ngoài ngăn nhỏ em á. Ngăn nhỏ nè. Cái đó đi bắn ngày luôn đâu. À, giờ là anh em mình đêm nay là sẽ dự trù là này rượu rồi ly rồi rượu hải sâm đồ rượu nhân sâm nha anh em nha, rượu nhân sâm ở Hàn Quốc đem về, con anh mới đi Hàn Quốc cũng mang về à. Đổ vô bịch uống như củ đế, nhìn thấy hèn không? Nè anh em, đêm nay anh em chơi vui lắm. Đây, hiện tại là ở trên đây là gọi là núi Ba Hòn ở Bình Thuận, xã Hàm Kiệm. Rồi tối nhưng mà bây giờ 12 giờ nhưng mà xung quanh thì trời vẫn còn đang rất là sáng. Hả? Không? Chị đi mẹ, trời anh nhổ cút xong chưa mà. Trời ơi chị dơ. Anh em ơi. Rồi tuột cái da của nhỏ nữa anh em ơi. Bỏ vô thui ấy, bỏ lửa ấy. Ông nhổ cút mà vẫn còn sống luôn. Ghê. Vậy mới ghê. Cút cái con lát giờ nó nhổ cu. Dạ. Cút lát giờ đổ cái người nhổ cu à. Thôi xong. Thôi xong nhỏ luôn. Điểm nay anh em à. Canh nhổ mình ra mình. Lửa này mà nướng chim chim cút này kia rồi ngon lắm anh em ơi. Ông nhổ chim mà vẫn còn sống. Rồi dục vô luôn, dục vô luôn. Dục vô làm gì mày? Tính nhổ đâu, nào chứ nào mình nhổ không được. Ông chạy ra kìa. Nghe tiếng xe đâu rồi? Còn máu mày ơi. Còn máu đâu? Máu trong ruột đó nè. Máu trong ruột thì bỏ ruột ra nướng lại. Chim nè, đây dục vô luôn. Đừng vô cho nó chạy vòng vòng rồi cho nó vui. Đâu máu đâu này. Anh móc cái ruột nó ra đi, sống này, móc cái ruột nó ra. Đúng chim mà nướng mồi không nướng được đâu, nướng lại anh em ơi, nó còn sống. Chạy chết bà nội chạy đủ má à, bữa hôm là đi biển làm cái lóc rồi nè, đi làm bắt cút rừng á, nguyên xung quanh là rừng không á. Sang vlog à? Gió và tigon vlog đấy. À, đây nó còn sống rồi nè, nó chạy mất á, phải là nó lủi cỏ nó mất chiếc luôn á.
Trời ơi, nó nhảy á. Rồi cứng đờ. Dùng vô luôn, dùng luôn, vô luôn. Lấy cái cây gà kịp nó lại. Bẻ cây tươi á. Trời ơi, bịch vụ xăm này uống sao đủ trời. Anh em à, mình chuyên gia là đi đi săn về đêm rồi xong anh em ngồi nướng tại chỗ rồi ăn đồ nhậu luôn. Anh em dùng tí rượu, tí bia. Đó, giờ lửa than lên rồi mọi người. Vui lắm người ơi. Gì nữa anh nhí? Còn nó chín rồi. Chín rồi, móc nó ra, dứt nó. Chín rồi. Cái ruột nó mau chín lắm. Nó sống ăn bệnh chết. Bệnh gì em, bữa ông Thành ông nướng máu không luôn á chứ đó. Rồi, cái này là nó này là nó cỡ 8 rưỡi á mọi người. 8 rưỡi á, mình ăn vô bụng là chín là vừa á. Nó đang thui thui lùi gì không chín nữa thôi chứ. Mày quên dặn nó bắt bỏ bị. Ghê chạy ra chạy vô tội. Mày nấu cháo húp cả bầm nấu cháo y bầm. À, để đi qua bẻ cái cây nữa để cho kẹp lại. À, giờ mình đi bẻ cây nè. Ban đêm á mọi người thông cảm về cái ánh sáng của ban đêm nha mọi người nha. Anh em cũng đừng có trách là tại sao mình quay clip mà nó tối quá. Tại anh em mình đi về đêm không à. Tại anh em mình làm ban ngày á cũng 6-7 giờ mới về tới nhà. Rồi anh em mình tắm rửa ăn cơm vợ con này kia tí xíu rồi anh em mình mới đi anh em mới đi làm bẻ miếng cây khô để mình chùm lửa mọi người. Mình là người miền Tây ra đây mình sống vẫn nói tiếng miền Tây là chùm lửa. Không nói mọi người. Kiến cắn. Muốn làm lóc ban ngày cho anh chị em đồ coi kia đồ lắm nhưng mà không có thời gian. Sáng anh chị em rồi đi làm không à, không có thời gian để làm lóc, cực lắm, khó lắm mọi người. Dạ. Giờ sao lấy cái cây tươi ta? Nước. À, mình mới đi bẻ được mớ à, xong về mình dục chưa đóng lửa của mình. Cây này nó cũng héo héo rồi chứ. Héo rồi tư... héo cây tư trong anh bẻ. Xạo à. À, khu này cái tối nói chung là rất là nguy hiểm nha. Mình không có lời nói thêm nhưng mà anh em mà muốn vô khu vực này chơi á anh em cũng phải lưu ý. Cái tối khu vực này rất là trống và rất là nguy hiểm.
đường vô nè. Không chạy đâu. Đây. Vô dinh xe qua luôn. Đây. Công an mình đây, chào mọi người các bạn. Nhìn ông anh mình. Hello kìa. Đi bắt cút nè. À. Đây là ông anh đây. Đây nhìn đây nè, nhìn đây. Đây đây đây. Đây, xe đi bắt cút nha mọi người. Đó. Đây con nữa nè nha, người mọi. Ông đó, đây con nữa nè. À. À, ông anh này là ông tự chạy xe, ông tự bắt luôn á. Giờ khiêng xe qua đây nè. Rồi khiêng xe qua đi. Chơi à. Rồi mình hiện tại mình tạm ngưng clip tại đây nha mọi người. Kiếm một con rồi. Nha. Khiêng xe qua đây. Chào mọi người. Mình sẽ quay lại clip anh em mình đi cắm trại đêm khuya hôm khác. Anh em ơi. Chào nè. Chào nè, chào nè, chào nè. Rồi, chào đó. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn.